nắng xuân anh đạo vàng, trời hồng nhạt chứa chan, nhân sinh như tiếp nhận mầm sống cõi lạc bàn, bình minh đón xuân về, dặm đường dứt sân mê, hành trình đang phía trước, biên trời thoáng dáng quê, thanh thản ta ca vang, cỏ xanh đón bên đường, đường ta ta cất bước, tinh tấn làm hành trang, nơi đây vẫn quê hương, sống xưa đã khơi nguồn, dặn lòng ta rào bước, mang thông điệp tình thương. Nắng xuân anh đạo vàng, trời hồng nhạt chứa chan, nhân sinh như tiếp nhận mầm sống cõi lạc bàn, bình minh đón xuân về, dặm đường dứt sân mê, hành trình đang phía trước, biên trời thoáng dáng quê, thanh thản ta ca vang, cỏ xanh đón bên đường, đường ta ta cất bước, tinh tấn làm hành trang, nơi đây vẫn quê hương, sông xưa đã khơi nguồn, dặn lòng ta rào bước, mang thông điệp tình thương, dặn lòng ta rào bước, mang thông điệp tình thương, dặn lòng ta rào bước, mang thông điệp tình thương. Thưa tất cả quý Phật tử,
sáng này thì có dở trong cái quyển sách có một chuyện cũng rất là hay. Có một bà, một gia đình, một nữ Phật tử rất là giàu có, thân thế, địa vị và có quyền lực luôn, tiền bạc của cải, nhà cửa và gia đình. Và cô là một người phụ nữ rất là xinh đẹp, nhưng mà có một điều trớ trêu là mặc dầu là thân hình thì rất là đẹp, tiền bạc thì cũng có và gia đình thì cũng viên mãn đầy đủ, nhưng mà ngặt nỗi là sao cô không có bạn. Nhìn lại thì cô cảm thấy cô rất là lẻ loi cô đơn, không biết lý do như thế nào. Nên một ngày đầu năm Tết mới đến thỉnh an lại Phật và thỉnh vị hòa thượng, nhờ vị hòa thượng khai thị và chỉ dạy cho coi tại sao con bị một cái coi như là một cái nghiệp. Mặc dầu con rất là giàu có, nhà cửa, tiền bạc, cái gì cũng có hết, nhưng mà cái đời sống cuối cùng nhìn lại thì vẫn thấy lẻ loi cô đơn. Thì hòa thượng ngài mới dạy, thứ nhất là con hãy nghe lời Phật, thứ hai là con hãy nói lời Phật, thứ ba là con làm việc Phật, và thứ tư là tâm con như tâm Phật. Nếu con thực hiện được bốn điều như vậy thì cái nghiệp quá khứ của con và đời sống hiện tại của con sẽ được thay đổi. Con sẽ là một người vừa đẹp về thân hình mà đẹp cả tâm hồn. Thì cô nghe thì cô rất là cảm kích tấm lòng của hòa thượng, nhưng mà cũng chẳng hiểu. Vậy chứ bậc hòa thượng nghe lời Phật là nghe như thế nào? Tức là con phải nghe những lời Phật dạy. Ngày thường thì con không nghe những lời Phật dạy, con nghe là nhạc, con nghe những cái chuyện thị phi, con để trong lòng con nhiều quá, con nghe những cái chuyện đời nhiều quá. Sáng là dặn lên là nghe những chuyện ở thế gian không à, chứ còn pháp của Phật, tức là lời dạy của Phật là pháp của Phật, thì con không nghe. Cho nên bắt đầu từ năm nay con nên nghe pháp của Phật thường xuyên, đó là nghe lời Phật. Nghe để sao? Không phải nghe để mà nghe, mà nghe để chuyển tâm hồn của con. Bậc hòa thượng vậy thì nói lời Phật là phải nói lời như thế nào? Con đâu phải là người xuất gia đâu mà con nói lời Phật. Phải chăng nói lời Phật là con thuyết pháp? Lão hòa thượng nói không có. Nói lời Phật là con nói những lời ái ngữ nhẹ nhàng. Những lời gì con nói ra nó
chân thật, nói bằng cả một trái tim, cả một tấm lòng, chứ không có nói những cái lời gọi là vọng ngôn ỷ ngữ ác khẩu. Không nói những cái lời mà làm cho người ta có thể nhẹ nhàng thân tâm, thì đó là nói lời Phật. Làm việc Phật là như thế nào? Hòa thượng dạy làm việc Phật có nghĩa là con hãy mở lòng ra, con phải biết bố thí, con phải biết làm từ thiện, con phải biết giúp đỡ người người nghèo cùng khốn khổ. Thì đó là làm việc Phật. Mà tâm con phải như tâm Phật. Làm sao? Là tâm con phải khiêm hạ, từ bi, bao dung độ lượng, lễ độ với người lớn tuổi, và thương yêu những người ngang bằng hoặc là nhỏ tuổi hơn mình. Nếu con thực hiện được bốn cái điều này là con thành công. Và thượng dạy kỹ lưỡng như vậy. Và cuối cùng cô ta về và từ đó là thực hiện bốn điều đó. Đời sống của cô được thay đổi hoàn toàn. Mà nhiều người mến thương, không còn cảm thấy cô đơn, không còn cảm thấy trống vắng, không còn cảm thấy lạc lòi, mặc dù đứng ở giữa phố thị đông người. Và cuối cùng thì cái ngày cô nhắm mắt làm cái lễ, người ta tới người ta phúng viếng tụng niệm, và người ta hết lời tán dương khen ngợi. Thì đó là mỗi mỗi chuyện rất là hay mà thầy cô mới đọc hồi sáng. Như vậy rõ ràng là trên cuộc đời này mình nhìn lại kỹ thì quả thật có rất là nhiều người thân tướng rất là xinh đẹp, phước báo mà có được một thân hình xinh đẹp đó là do phước báo nhiều đời nhiều kiếp đó. Và trong kinh điển, mà nhất là kinh Nguyên Thủy, Đức Phật dạy là người mà có muốn có phước báo, thân hình nó xinh đẹp, người phụ nữ đó, thì cần phải có gọi là phát tâm làm sao tùy hỷ với những cái việc thiện lành của người khác. Trong kinh Nguyên Thủy không có dạy mà gọi là chưng bông. Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo phát triển á, mà cái mẫu chuyện của ngài gọi là Trúc Lâm Dậy Sống, có nghĩa là Ngọc Lam, Ngọc Lâm đó, thì mới có cái chuyện lão hòa thượng dạy là con là kiếp này thân hình con xấu xí quá, anh này anh muốn tự giận, ai cũng khinh khi coi thường, xuất gia ở trong chúng mà vì mặt mày xấu quá, xấu đến nỗi mà coi như không dám đi ra bên ngoài để mà nhìn người ta, tối ngày lủi thủi bị coi như là thân hình nó xấu đó, cái người mà xấu xí đó, nó cũng bị mặc cảm. Kiếp trước của Ngọc Lâm đó là vậy. Rồi đó là hòa thượng dạy là bây giờ con phát tâm con mỗi ngày con cúng Phật, cúng nước và giao cho con làm hương đăng, con chưng trái cây, chưng hoa cúng Phật, và con niệm Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai để con có được cái phước tướng trang nghiêm sau khi bỏ cái thân xác này. Và khi hòa thượng dạy như vậy thì ông hòa thượng cứu ông, chứ lúc đó là ông thắt cổ, tính từ giận mà thắt cổ. Một cái suy nghĩ quá là dại dột, hòa thượng điểm đạo cho,
Và từ đó ông coi như là làm âm thầm, mặt mày xấu xí nhưng mà âm thầm làm việc. Cuối cùng ông chết thì trở lại cái kiếp kế tiếp, người rất là thông minh, sáng suốt, đẹp trai, và cũng xuất gia tu hành trở lại, học đâu nhớ đó, và giỏi, cực kỳ giỏi. Cái chuyện nó rất là dài, nó thành một cái bộ phim luôn, gọi là Trúc Lâm Dậy Sóng, hoặc là Ngọc Lam, Ngọc Lâm đó. Nói về hai con người. Ngọc Lam đó, là một con người gọi là ẩn thân Bồ Tát, làm những cái chuyện quái gở nhưng mà cũng là một vị Bồ Tát. Còn Ngọc Lâm cũng là một vị gọi là, nói theo ngôn ngữ là gọi là Bích Chi Phật đó. Hoặc là nói theo ngôn ngữ mà Phật học á, là một người coi như là gọi là tiệm tu, đi từng bậc từng giai đoạn. Còn ngài sư huynh đó, là ông ngài là ông vượt ra mọi cái ngã nhân bị thử à, nhưng mà ông ẩn thân vô tu viện để giả khùng, ông giả ngây, ông giả khờ, nhìn thì lúc nào cũng thấy ông ăn với ngủ không. Mà ông nhỏ này thì lúc nào ông cũng có cái đầu óc gọi là thương Phật pháp, sợ người ta khinh khi Phật pháp, coi thường thầy mình. Cho nên đó là lòng cũng muốn sư huynh cũng phải có một chút gì đó nở mặt nở mày với thầy tổ, với chính mình. Nhưng mà sư huynh thì tối ngày cứ đi phá làng quá sớm. Nhưng mà đến hỏi thầy hoặc là đứng hầu thầy, hòa thượng khác hỏi ông có ngày có bao nhiêu đệ tử, thì hòa thượng trả lời tôi có một ông rưỡi à. Anh này anh đứng, anh Ngọc Lâm anh đứng, anh hầu anh trong bụng anh thầm mừng. Anh nói ăn một ông rưỡi, tức là một người rưỡi này đó là chắc lẽ là mình đó là một, mà cái ông siêu huynh mình đó là phần có mấy có nữa. Cái đầu óc mà hơn thua, đầu óc mà đó là ta người, là lúc nào cũng vậy. Khi nghe vậy, khi nghe sư phụ khen nói vậy đó, thì cứ nghĩ mình là số 1. Nói có tôi mới chỉ có đệ tử rưỡi à, chứ còn chưa được hai ông. Thì ông này anh hầu thầy anh mừng lắm. Và càng mừng bao nhiêu thì anh càng khinh thường cái ông sư huynh mình. Nhưng mà không biết cái sự suy nghĩ của mình có đúng hay không. Cho nên một ngày nọ là hỏi sư phụ bữa con hầu trà lúc mà hòa thượng viện chủ ở chùa ở tỉnh khác đến, ngài có hỏi sư phụ, mà sư phụ trả lời là sư phụ có một vị đệ tử rưỡi thôi chứ chưa được hai vị. Bạch sư phụ, vậy chứ một đệ tử rưỡi này là hai. Thì hòa thượng nói thì một người trọn vẹn đó là sư huynh con đó con, còn nửa người kia là con đó. Hôm nay ông Ngọc Lâm ông nghe là ông buồn hết sức. Mình cỡ này mình làm, mình phục vụ, mình lo, mình thông minh, mình quảng bán như thế này mà ông sư phụ ông mới nói có được nữa à. Còn cái ông mà tối ngày ăn ngủ mà liêu lỏng, chọc ghẹo thiên hạ đó, vậy mà ông sư phụ ông khen, ông nói là à, sư huynh con đó con trọn vẹn rồi đó nghe con, số 1. Thì nó không phục, cứ nghĩ là ông sư phụ chắc ông già, ông lập cập. Chuyện rất là hay, chuyện rất là hay cái chuyện đó. Thì để nói lại là nhiều người có cái thân tướng đẹp lắm, mà kiếp trước là nhờ gọi là tùy hỷ phát tâm, hoặc là hoan hỷ với những cái việc làm thiện của người khác, là tự động mình có cái thân tướng đẹp thôi. Lòng vẫn cố chấp, không có nặng nề, lúc nào cũng hỷ xả, thì tự nhiên cái thân tướng, thân
nó được mà đẹp đẽ là tùy ở cái tâm. Tâm hồn mà nó rã rời, nó rối bời á, thì tự nhiên rồi cái thân xác nó cũng khô cằn, nó hiện ra tâm ư trung xuất hình ư ngoại mà. Đó, thành ra ở đây đó, ở trên đời này cũng có nhiều người đẹp như vậy đó, thân tướng như vậy nhưng mà vô duyên. Thì cái đó gọi là tâm hồn không có đẹp, thân thì đẹp đó, nhưng mà nói câu ra là vô duyên cực kỳ luôn. Quý vị có chứng minh, quý vị có thấy không? Có thấy có nhiều người là đẹp hết sức vậy đó, nhưng mà nói ra câu nó lãng nhách luôn, mà vô duyên kỳ cục luôn á. Thì cái đó trong đạo Phật gọi là thân đẹp nhưng mà tâm không đẹp. Cho nên nói ra là châm chọc, chẳng những vô duyên mà còn độc ác nữa. Đấy, thì như vậy là không có được. Như vậy thì coi như là cuối cùng là thấy người nó đơn côi, cô đơn, không có bạn bè, hoặc là ít bạn bè. Còn mình là mình phải như Phật, như ngài Hòa Thượng này, ngài dạy đó. Mà muốn chuyển hóa như vậy đó thì sao? Thứ nhất là phải nghe lời Phật, tức là phải nghe pháp, đưa pháp vô nghe để mà chuyển hóa, để mà thay đổi cõi lòng của mình, thay đổi cái tâm hồn của mình. Chứ không phải mà coi như là cứ để như vậy hoài mà tự động là nó tốt được. Giống như trồng hoa, muốn cho nó tốt mà coi như là phải thì sao? Phải thay đất á. Mà nếu mà đất nó chai rồi, đất nó cằn rồi, mà tưới nước hoài nó cũng không có được phát triển, thì bắt buộc phải thay đất. Có biện pháp á, thay đất vô phân, tưới nước, chăm bón thì tự động nó ra hoa, nó tốt thôi. Chứ còn mà cái cây mua về dầu cho tốt đi nữa mà đất không tốt, nước thiếu, không có chăm sóc, chắc chắn một điều là cây đó sẽ chết khô. Cũng vậy, muốn chuyển hóa cái thân, muốn cho một cái đời sống mà người ta kính mến mọi người, người ta yêu quý, thì phải thay đổi. Thứ nhất là phải nghe pháp, chứ còn đừng nghe lời thị phi nữa. Đừng nghe những cái chuyện mà tối ngày xin lỗi, có cái đài mà nó nói coi như là 24/25, mà có nhiều người nghe nhiễm luôn á. Ở đây nè, rồi nghe mà tẩu quả luôn, thiện hữu có biết 1-2 người đó. Cuối cùng á là nói cái đài nó nói cái chuyện cái gì đâu không à. Nào là chuyện mà động đất sóng thần, nào là chuyện là sập trời sập đất, rồi nghe rồi cái nhiễm vô cái là một người tu mà gặp Phật tử nó trời ơi gán nghe chừng 2-3 bữa nữa sập đất, 2-3 bữa nữa nước lụt, 2-3 bữa nữa là ai hỏi ai nói, ai nói nghe đài nói tối ngày nghe vậy không, rồi nói làm cho người ta dao động, làm cho Phật tử nó sợ, không lợi ích gì chứ. Riết rồi là nghe, là nghe không nghe pháp, mà nghe ba cái thứ đó đó. Rồi hoặc là có nhiều người đó là gặp mặt là nói chính trị, tại vì đầu óc tối ngày nghe chính trị không, gặp mặt là nói, gặp cái là vấn đề Biển Đông Trung Quốc, những cái mà nóng hỏi á, gặp một cái là nói gì tổng thống Mỹ, gặp một cái là nói cái này nọ, mà nói hồi á rồi tưởng đâu mình ngon rồi, mình nói hồi đi chửi luôn người ta. Mình ở bên đây mà bày đặt chỏ cái miệng qua, tới bên kia chửi, mà người ta phước báo của người ta là một
tổng thống của một quốc gia, mà một cường quốc nữa, người ta phước báo người ta có mà dám kêu người ta bằng thằng, bằng mày, coi vậy cho nó ảnh hưởng, nó tổn đức chứ không giỡn đâu. Không phải nói khơi khơi vậy là coi như là có thể là không có tội gì đâu. Tội là do vì sao? Thì ngủ nhìn kỹ là do vì nghe tối ngày dặn nghe ba cái thứ đó. Rồi có người là không có nghe đó, cái nghiệp khoái coi mấy người phụ nữ trên thế giới thi hoa hậu, rồi gặp mặt là nói chuyện bàn cái chuyện rồi chấm nhỏ này đẹp nhỏ kia sao của hoa hậu thế giới nè. Trời ơi, nó thiệt chứ, làm sao mình có cửa mình vô đó mà nói thiệt đó, mà không có tiền mua mà để mua coi nữa chứ đừng nói mà bài đặt mà ngồi đó mà chấm điểm người ta đó. Mà chi là vì sao? Vì không nghe lời Phật, không nghe pháp, mà nghe những cái thứ đó thì tự động là nó làm sao nó ra những thứ đó. Đầu óc mình mà coi như là trong lòng mình nó như thế nào. Ông bà mình nói mà có một câu rất là hay, có một câu nói rất là hay mà nó hơi trần tục chút, là mình ăn cái gì thì mình sẽ làm sao, sẽ ra cái đó thôi. Không có thể nào mà ăn cục tà hủ mà nó ra được cục ngọc. Có ông bà nói rất là hay. Cho nên đầu óc mình nghe cái gì mà nghe nhiều những cái thứ đó thì họ gặp mặt là nó ra những cái thứ đó. Cho nên quý Phật tử đó, mấy con muốn mà như là tâm hồn nó được đẹp đẽ, được an lành thì nghe pháp nhiều, nghe để mà hiểu, nghe để chuyển hóa chứ không phải nghe để mà nhớ rồi cái gặp cái lại này này tôi nói nghe. Trời ơi, bắt đầu mở băng ra thuyết pháp nói thao thao bất tuyệt cũng được. Mình nghe thứ nhất là để mình chuyển hóa tâm hồn của mình á. Cho nên là cố gắng là nghe pháp, mà quý vị biết cái lợi ích của nghe pháp lớn lắm á. 7 điều lợi ích nghe pháp chứ không phải là 1 điều lợi ích. Ngài A Nan hỏi Bạch Đức Thế Tôn, vậy chứ lợi ích của nghe pháp như thế nào? Đức Phật dạy là lợi ích của nghe pháp có lợi ích rất là lớn. Các ông hãy nhớ, 1 là nghe những điều chưa nghe. Hai là nghe những điều có lợi lạc. Ba là mở rộng cái tầm nhìn. Bốn là nghe để áp dụng vào đời sống tu. Năm là nghe để mà sau này đến một cái lúc nào đó đủ duyên có thể chia sẻ với người khác. 7 điều lợi ích nhiều lắm. Và cái điều lợi ích cuối cùng là khi nghe pháp tâm hồn được an tịnh. Nếu mà người nào nghe pháp mà có một cái sự chú tâm tỉnh giác là chứng sơ quả liền. Cho nên rất là nhiều gọi như là tam công tể tướng bá quan cùng hàng lễ thứ dân gian, tất cả những cái người đó từ coi như là thượng tầng kiến trúc cho đến hạ tầng cơ sở của xã hội đó, thời kỳ Đức Phật là nghe pháp, nghe một thời pháp là chứng đắc liền. Cho nên quý vị thấy trong kinh đó là sau khi Đức Thế Tôn nói lời pháp như vậy là chư thiên là hoan hỷ tín thọ phụng hành và chứng sơ quả. Có người chứng tới tam quả,
nhờ cái lợi ích nghe pháp. Thật ra mình nghe, quý vị nghe mà không có chứng được quả nào chứ. Là vì cái người nói nữa, người nói mà không có đức. Chứ còn Phật nói, cái pháp của Phật, Phật nói đến đâu là người ta nghe, người ta nó mát cái tâm hồn hết sức. Còn thiền hữu nói đến đâu là ở dưới nghe là nó sôi sục, nó nóng lên. Vì sao? Bởi vì nó nghĩ ở dưới nó, tại sao mà sôi sục? Tại vì nó nghĩ là thiền hữu đang chửi. Nhưng mà thực chất thiền hữu đâu có khi nào mà quý vị thấy thiền hữu chửi không? Nhưng mà quý vị cứ đồn ra nói là ông thầy chửi hoài, ta nói ngọt ngào muốn chết vậy đó, mà cứ nói chửi. Ta đang nói pháp mà cứ nói người ta vậy hoài. Vậy vì cái lòng của mình như vậy cho nên ổng nói gì kệ cha ổng, trên đó mình ở dưới này mình sao, mình cũng suy nghĩ theo cái dòng suy nghĩ của mình, chứ mình chẳng nghe được cái gì của ổng nói. Còn thời Phật á, cái phước đức mà cái trí tuệ coi như là bạc ngàn của Phật, cho nên là ngài nói nhẹ nhàng mà người ta nghe là chứng đắc à. Hoặc là mấy ông tổ, mấy ông sư phụ trời ơi, nói cách nhẹ nhàng thôi à, nói câu một thôi là nó ngộ đạo à. Vì cái đức của các ngài lớn mình biết chứ. Nhưng mà nên, một là nên nghe lời Phật, tức là nghe pháp. Thứ hai là phải nói lời Phật, gặp nhau thì nói lời Phật, nói chuyện Phật. Chứ còn đừng gặp nhau đi nói, không nói lời Phật mà đi nói là gì? Lời ma. Gặp mặt nhau, gặp người này người nọ, tiếp xúc với cái xã hội bên ngoài, với người A, người B, người C, gặp nhau là không chịu nói lời Phật mà nói lời ma. Lời Phật là lời sao? Quý vị có thấy Đức Phật, lời Phật, lời Phật dạy từ ở trong kim ngôn của Đức Phật, từ ở trong kinh điển được ghi lại qua gọi là ba kho tàng quý báu là kinh luật luận. Có một cái lời nói nào mà mình tụng kinh đây nè, từ đầu tới cuối mà có cái lời nói của Phật nào mà dạy người ta, hay là coi như nói mà chữ lộn không? Không có. Có một lời nói nào mà Phật coi như là dạy người ta nói là phải lợi nguyền rủa người khác không? Không có. Đó là lời Phật á. Mà quý vị biết là lời Phật mới là lời coi như là chân thật, chắc thật nhất, mà được diễn tả ở trong kinh A Di Đà là lời Phật dạy nó chắc thật đến nỗi là cái cuốn lưỡi, tức là cuốn lưỡi của Phật đó. Chính vì cái lời của Phật nhiều đời nhiều kiếp nói lời chắc thật, chân thật ngữ, cho nên là cái lưỡi của Phật nó dài. Trong kinh A Di Đà diễn tả lưỡi của Phật dài tới tam thiên đại thiên thế giới, có nghĩa là cái lời nói của Phật đó, nó thật, không có bao giờ nói dối. Phật dạy cái gì hoặc nói cái gì không bao giờ nói dối với chúng sanh đó. Mình là người tu hành hoặc là mình muốn cho người ta thương yêu mình, mình cũng phải nói lời thật, chứ không có được nói lời dối trá, không có được nói gọi là mị ngôn để mị dân, hay là mị ngôn để mà coi như là gạt gẫm tiếp chút tương trao đó. Bệnh là nói bệnh, mệt là nói mệt, còn không mệt là nói không mệt. Còn ai thấy mùng ba có một ít người mà thay, tự nhiên sao thay mệt. Thôi mấy con lên tụng đi nha. Là không được. Cái đó là nói cái giống. Cái đó không phải nói lời Phật, không phải nói lời Phật.
còn nói lời thật là giàu cho có một đứa đi nữa. Chương trình đã đưa ra ngày mùng 3, 9 giờ rưỡi lại Phật, 10 giờ Pháp Thoại, 11 giờ tụng kinh Phổ Môn, 12 giờ đó, ăn. Nhưng mà 9 rưỡi là có mấy ngoe, thí dụ vậy, rồi thấy ra dòm ở trong phòng, dòm ra thấy sao mà vắng vẻ quá. Đúng rồi, là cái không khí của chùa nó yên tĩnh quá, tại đâu có ai đâu nữa. Chứ mà có khoảng chừng 8 bà cái là nghe như cái chợ. Cái chợ lại 8 bà mà hợp với nhau nữa nha. Ha, không cần 8 bà, một xe một thôi, xe mấy bà, 5 bà thôi là đủ chết rồi. Rần luôn. Bắt đầu mấy ông trời chứ. Đó, thành ra là bây giờ cái lời thật, lời thật là lời gì đó. Phật đó là Phật không bao giờ nói mình cái lời giả dối. Còn mình không Phật, nhưng mà mình không chịu nói lời Phật, mà mình nói lời ma. Không, lời ma là lời sao? Có nói không? Có. Không có nói có. Thấy nói không thấy, không thấy nói thấy. Nghe nói không nghe, mà không nghe nói. Nghe bài ra những cái chuyện này nọ để mà khuấy gạt, lừa lọc người khác để được chút tương trao, hay là để được chút danh lợi. Những cái thứ đó là ngoài đời quá chừng rồi. Người học Phật là phải làm sao bỏ cái đó. Nói những cái lời của Phật nói đi. Phật dạy sao, trong kinh sao, nói gì hết vậy? Được vậy là mừng dữ lắm rồi. Thậm chí nói lời Phật không có nghĩa là nói hoài không ngưng. Thậm chí có những lúc không nói mà cũng như nói. Một vị thiền sư Đạo Nguyên đó, thiền sư nổi tiếng của Nhật Bản á, hàng có như trăm ngàn đệ tử xuất gia cũng như tại gia, mở ra một cái dòng thiền phải nói là ảnh hưởng lớn ở trong cái xã hội và văn hóa của Nhật Bản. Một ngày nọ, ngài đăng đàn thuyết pháp, ngài lên ngài thuyết pháp, ngồi như bất động, không nói một lời nào. Vậy mà coi như người ta đồn ra là ngài là nói pháp, bài pháp đó là bài pháp hay nhất. Cho nên có những lúc nói thì phải nói lời Phật, nhưng mà có những lúc im thì phải im như Phật. Còn mình á, mình không im không nổi á. Nói chứ kêu quý vị mà tịnh á, đề cái bản gọi là tịnh khẩu, ráng nghe 24, coi như chưa đâu, khóa tu mà nói khóa tu mình chắc tu được có chừng 12 tiếng à. Tịnh khẩu á nghe, tịnh cái miệng bên ngoài thôi nha. Nhưng mà tới hồi chịu hết nổi nhất là lên bàn ăn. Cái bản thì để tịnh khẩu, nhưng mà như này, tịnh không? Không nói ra nữa đó, nhưng mà có nói không? Nói còn dữ nữa. Thì Hữu từng, bởi vậy có những lần thì Hữu tổ chức lâu rồi, làm thử nhìn quan chiếu thấy nó để cái bản tịnh khẩu đi cùng hết trơn á, đi từ trên chánh điện mà đi xuống dưới tới hội trường mà không nói gì hết trơn á, nhưng mà quơ tay quơ chân.
nhìn thấy mà thôi từ đó sao dẹp luôn, không có tu. Thấy tội nghiệp quá à, thôi nói đã đi ông nội. Làm cho nó có hình tướng chút mà nó cũng chẳng giống ai, biết cái miệng của mình ghê lắm, cho nên là tịnh khẩu để cho bớt nói, nhưng mà bớt nói không, không nói còn dữ nữa, lúc đó không nói bằng miệng, không ra lời, nhưng mà nó cái ý á, nó nói còn dữ nữa, bắt nó, cho nên ép nó quá, nói quá trời luôn, chuyện gì đó nói mà nó sân si lên nữa nha, nhìn cái mặt, cái giọng thứ mà nó ra dấu mà coi như là mà người ta không hiểu á. Sân si lên nó làm cái ghê lắm. Thôi cho nên là thôi đừng có tu cái pháp môn gọi là tịnh khẩu cỡ mình vậy đó, không có tịnh nổi đâu. Bỏ cái tịnh khẩu đi, tịnh tâm đi, đừng tịnh khẩu. Nhưng mà lời nói phải là lời nói như Phật. Lời nói Phật là lời nói vậy đó, quý vị nhớ. Chứ không phải mà nói lời, những cái lời mà được coi như là lợi lộc cho mình. Còn người khác chết kệ người ta, vậy không được. Và ông bà mình có một câu hay vô cùng là sao? Học ăn, học nói, học gói, học sách là thuộc về vô chùa mới học sách đó. Thấy cái gì hả hở là sách. Học ăn, học nói, học gói, học mở. Chứ không là học sách. Học ăn, học nói. Cái thứ hai là học nói. Ông bà dạy kỹ lắm đó. Lại cái chỗ nào đáng nói thì mình mới nói, mà phải nói cho nó phù hợp với cái hoàn cảnh, phù hợp với đối tượng. Chứ không phải nói mà như Đức Thế Tôn mà coi như gặp ai cũng nói pháp không. Gặp ai ngài cũng nói mà không. Có những đứa gặp đứa trăn trâu, ngài nói theo cái kiểu của người giữ trâu. Gặp cái người làm ruộng, ngài nói theo cái kiểu làm ruộng. À lúa trúng không? Rồi làm lúa phải như thế nào? Ngài giỏi vô cùng, Đức Phật. Rồi sau khi nghe người ta trình bày làm lúa phải qua những cái giai đoạn như thế này, mới ban đầu là phải cày đất. Cày xong rồi xới đất, rồi cho nước vô, rồi mới là chuẩn bị để xả lúa, rồi để mạ nó mọc lên như thế nào, rồi cuối cùng là gặt hái như thế nào. Một quá trình. Đức Thế Tôn ngồi nghe người ta, nghe ông nông dân á, ông trình bày. Rồi Đức Phật mới nói là ta cũng có cái phương pháp làm ruộng giống y như nhà ngươi vậy. Ta cũng có cái phương pháp học Phật, người đệ tử Phật, và bản thân của ta cũng là cái người làm ruộng y như ông vậy. Ông kia nói Phật mà làm ruộng gì? Phật đâu có đất đâu mà làm ruộng. Phật nói đất của ta là đất tâm, chứ không phải đất như là mình nghĩ, mà đất của cái người tu hành là đất tâm đó. Tâm là đất, cho nên mới gọi là có cái bài kinh gọi là tâm địa quán. Bài kinh nó hay vô cùng tận. Kinh nói về tâm, đất của ta là đất tâm đó. Rồi Phật mới ví dụ từng cái. Ông kia ông nghe cái ổng làm sao chứng đắc đạo quả liền. Lời nói của Phật là nói vậy. Gặp cái lúc, gặp đối tượng, nói đúng đối tượng, ta gọi là tùy căn cơ nhân duyên vịt nộ. Còn mình đó,
gặp ai cũng nói có kiểu mà nói mà cái tánh của mình gọi là bóng bổng. Bóng bổng có nghĩa là sao? Có nghĩa là cứ mà có kiểu một là bắn tới, cứ nói là tánh không, nói đại thừa, nói gì gì không, mà trong khi đó cái bà già trầu. Chữ Nam Mô Di Đà Phật bà còn không nhớ hết đó, đó mà đi nói tánh không. Bà nghe bà hiểu không? Không. Cho nên nói lời Phật như vậy nhưng mà cuối cùng có nói lời Phật không? Không. Mà nói lời Phật phải nói làm sao để cho phù hợp với căn cơ của người khác. Học nói là vậy đó. Hồi từng rồi gặp cái ông bạn, quý vị nghe cái này, chuyện này có thật mà quý vị, hay coi như là có cái tật gọi là cái gì cũng thầy mình rồi tưởng đâu là thầy mình là số một là ngon ha. Có chừng ông bạn này ông đi về Việt Nam, ông về Việt Nam xong rồi ông mới đi gặp người này người nọ, mà ông đi ra ngoài ông hỏi cái bà bán cá ngoài chợ đó, ông hỏi chứ bà có tôi ở bên Úc mà. Bà có biết ông thầy Thích Thiện Hữu không? Bà nói ông Thích Thiện Hữu là thằng nào? Tôi không biết ông Thích Thiện Hữu mà tôi biết cá nhiều ông ký. Ông nghe ông quê. Mà cái chuyện như vậy mà Thiện Hữu nghe là Thiện Hữu thấy nó có đạo lý vô cùng. Là phải nói lời Phật. Gặp cái bà bán cá mà đi hỏi ông thầy của mình làm sao mà bà bán cá bà biết được ông thầy mình. Mà bà trả lời là tôi biết. Khi hỏi thì cứ nghĩ là chắc ông thầy của mình là bà biết. Cho nên khi hỏi vậy nhưng mà trả lời là phải trả lời là tôi biết, nhưng mà nhà cái bà quê mà, dân quê bán cá mà. Nó không, tôi đâu có nghe, tôi đâu biết đi chùa gì đâu mà biết ông Thiện Hữu là thằng nào. Cho nên tôi chừng mấy bà nha, Phật tử ở đây mà gặp tôi cứ hỏi nghe chưa, nghe pháp của thầy chưa ha, biết thầy Thiện Hữu thằng nào, Thiện Hữu là thằng nào, chỉ trong cái giới nhà chùa với nhau còn chưa biết hết nữa. Cho nên làm ơn làm phước đi đâu đừng có đem ông thầy của mình ra nha, nghe là thấy mất cỡ. Thầy mình chẳng có là cái gì hết, đừng đem ra hù người ta. Đừng có nghĩ là mình ở trên thế gian này mình là giàu nhất. Chà, kỳ này đó là chủ nhật này đó là, hoặc là tết này là có cái người ăn được bên người xem thế này tới kệ, mắc gì khoe, có cái gì mà khoe, không cần. Mà khoe để làm cái gì? Ở trên đời này có cái gì đâu mà phải đặt khoe, tu hành mà khoe làm cái gì? Ngoài đời ta gọi là nổ, không cần. Đó, thì nói như vậy đó là nói những cái lời không phải lời Phật. Mà nói lời Phật là phải nói cho nó hợp, nó hợp thời, hợp cơ, nó hợp là địa vực, nó hợp chỗ, hợp nơi thì mới gọi là nói lời Phật. Thậm chí không cần nói, vàng nó có giá trị rồi thì ở đâu nó cũng có giá trị, 100 năm sau nó cũng có giá trị. Mà những cái thứ mà không có giá trị rồi, dầu cho có đánh bóng tha son làm cái gì đi nữa, nó cũng là không có giá trị. Mình nhớ mẹ. Còn nó thực sự con người của mình có cái âm đức rồi,
mình có một cái gọi là một cái chân thật tu rồi thì không có cần phải đi khoe khoang ấy. Nhà nho người ta còn có cái câu là hữu xạ tự nhiên hôi mà, phải không? Phải không? Biết cái câu đó không? Hữu xạ tự nhiên hương. Nhưng mà giờ là cái này thuộc về cái dạng mà hữu xạ tự nhiên hôi. Người ta câu của người ta là hữu xạ tự nhiên hương, có nghĩa là thực sự nếu mà nó có rồi là tự động. Mà nhất là cái hương ở trong chùa, cái mùi hương ở trong chùa là hương giới đức. Hương đó mình không có cần đốt mà nó vẫn thơm đó. Còn cái hương này nè, lặn hồi là coi như vài bữa nó khô là nó hết, hết thơm à. Cho nên trong kinh Pháp Cú Đức Phật nói rất là hay: hương của các loài hoa bay thuận theo chiều gió. Dù thơm hoặc là những cái loài này nè, mà ví dụ như nó có chút thoang thoảng hơn á, thì phải gió xuống chiều này thì mình nằm ngồi dưới này mình mới nghe nó bay thuận theo chiều gió. Hương của người đức hạnh ngược gió khắp tung bay. Cái người đức hạnh mà có rồi, cái hương của người đức hạnh mà có rồi, thì dầu cho ở trên thâm sơn cùng cốc, tiếng của người ta vẫn sao? Vẫn có. Dầu cho người ta đã viên tịch hàng ngàn năm rồi đó, hàng trăm năm rồi đó, nhưng mà các môn nhân đệ tử vẫn nhớ, vẫn nhắc. Còn không có đó, không có những cái mà gọi là gương đức hạnh hay là hương đức hạnh đó, làm chức cao quyền lớn chết còn bị người ta nguyền rủa nữa kìa. Người ta nguyền rủa và người ta coi như là không thèm. Ta còn nói là thằng đó sao tới chừng này nó mới chết đó. Hả? Phải chết cho nó sớm, cho đỡ người khác. Hả? Còn cái hương của cái người có đức hạnh rồi, dầu cho có cả trăm năm, cả ngàn năm, giống như Phật Thích Ca tịch diệt hơn 2600 năm rồi mà vẫn còn ngược gió khắp tung bay. Liệt vị tổ sư các ngài viên tịch lâu lắm rồi mà vẫn còn ngược gió khắp tung bay. Cái chết đó gọi là không chết, diệt nhưng mà phi diệt, tử nhưng mà bất tử, chết mà không chết. Là tu hành phải hiểu cái điều đó, không cần phải giới thiệu quảng cáo gì chứ. Nó không cần phải nói có ai chùa này anh cũng như tôi, Phật tử A cũng như Phật tử B. Mà nhớ thiền hữu ở đây là quý ở cái tình với nhau. Chứ đừng có mà coi như là đem cái này nọ vô mà khè thiền hữu, kêu thiền hữu phải tiếp đón giống như vua hay là quan, không có. Ít gì tu chưa thành Phật, nhưng ít gì cái khí khái của mình cũng phải là quy vũ bất năng phúc, bất năng quốc đó. Chứ không phải mà nghe có một chút ấy sợ quỳ mệt rồi định nó có bỏ hết mọi chuyện ngoài đời rồi là đi tu để tìm cái an lạc giải thoát, và muốn cho mọi người gần gũi mình thấy được cái đó. Chứ phải chạy theo ba cái thứ mà phù du ảo ảnh vào cỡ nào cội cũng sao trắng tay thôi. Triệu phú hả? Chưa chắc. Còn bận cùng hả? Nhưng mà vài bữa đó sao? Đúng rồi, vài bữa nó trúng số là nó trở thành sao?
triệu phú mà nó không trúng số thì nó trúng gió cho chết luôn. Nó ghiền quá, nó mơ mộng quá, nó mua vé số mà coi như nó đi làm, coi như là tiền nó không đưa vợ nó cho nên miệng vợ nó chửi quá trời luôn. Nhà ở mà vợ chồng kỳ cục, cũng mới nghe chồng ở nhà vợ mà phải đóng tiền nữa trời. Hỏi gì rồi không đóng tiền, mấy tháng nay không đóng tiền rồi cái nó hỏi sao không đóng tiền, nó tiền mua vé số hả? Hay mơ mộng là phải trúng độc đắc vé số, cứ coi như là mua mà 8 con trúng mấy con biết không? Trúng 2 con, có khi hơn trúng được 4 con có tiền không? Trúng 4 con có tiền không ha? Lấy vốn. Lấy vốn thì thôi à, cái đâu có trúng đâu. Để tiền đó mà khoảng mấy chục năm nay đó mà cái tiền mua cái số đó nó thì cái cất được cái ngôi gọi là biệt thự. Còn này mơ tưởng làm chi cho nó mệt. Nhưng mà đời cũng có nhiều người nuôi hy vọng, cứ mua hoài. Nhưng mà cũng có nhiều người đây nè, mới coi trên đấy nè, chuyện tiếu thiệt ở châu Đốc, coi trên tin tức. Trước Tết xử hai ông bạn, cuối cùng đóng cửa với nhau xử coi như chia hai, trúng độc đắc tài với số. Cái ông này ổng mua ổng lại nhà ông bạn, rồi ông bạn ổng mới ông kia ổng mới kêu năn nỉ, mà lúc đó nhậu xỉn rồi mới mua tờ giấy số. Mà này nó lấy, ông này không lấy tờ giấy số nhưng mà tiền nó thì ông không trả. Ông nói bây giờ xỉn rồi mà không có tiền thôi để mai mốt người ta trả. Thì cái ông mà coi như là mà đãi đó, ông bạn kia ông nói thôi có một tờ giấy số mà không có nhiêu tiền thôi để tao trả, tao cho mày mượn tiền. Thì ông này cũng cho mượn tiền trả. Rồi qua ngày hôm sau thì cái ông mà coi như là giữ cái tờ giấy số đó, ông đang ngồi nghèo mà ngồi giá xe Honda chứ xe đạp gì? Xe đạp giờ đâu có bị bể bánh xe nữa. Rồi cái xe Honda, cái thằng giấy số nó nói chú chúng độc đắc rồi, chú cái tờ giấy số đâu này nọ cái. Thì ổng lúc đó ổng cũng không có nghĩ là mình trúng số, nó mới vậy hả, ổng cũng tính queo à. Thì xong rồi cái ông vậy chút thì sao ông cũng tiếp tục giá. Thì cái qua tối lại thì cái ông bạn kia ổng biết được cái tài số đó trúng độc đắc, cho nên ông lại ông đòi tài số. Ông nói cái tài số đó là ông mua nhưng mà tôi trả tiền, nên cái tài số đó tôi trả tiền thì nó thuộc về của tôi. Hai ông kia lộn, bắt đầu mới cằn cưa nhau đưa ra ra tòa không có cái luật lệ nào mà xử cái vụ này. Tòa cũng thông minh, tòa mà tòa ở dưới quê á, tòa dưới thị xã học cũng khôn. Nó nói thôi cái vụ này thôi hai bác về nhà đóng cửa sợ ấy nhau đi, bây giờ xử cũng xử mà tôi xử là chia hai. Vậy mà hai ông bạn coi như là gì, coi như là muốn cái tình bạn lâu dài cho nên đồng ý coi như chia hai. Người được đâu 8 tỷ mấy chia hai, ngon lành không? Nhưng mà cái tình mà phải nói là không có nghĩ là mình trúng số, không nghĩ gì trơn đó mà tự nhiên nó tới là vậy. Còn ở tối ngày mà cứ để nuôi con này con nọ, nuôi riết rồi nó ai mập chủ nó mà. Bằng hai này là hồi vừa trước đó là Thiên Hữu coi là rất là đẹp tình nghĩa, cho nên là sòng phẳng coi như là thôi anh em mình vẫn còn giữ được cái tình. Chứ không phải thưa ra đó là nếu mà tham lam đó là ông nào cũng muốn sao, cũng muốn về phần mình hết, bắt đầu quýnh lộn chém lộn giết với nhau, cuối cùng
chết hết trơn rồi cái tài số đó làm sao? Không còn. Nhưng mà nhờ cũng may mắn thôi chị hai. Thì đại khái là lời Phật dạy, nói lời Phật là phải nói vậy đó, rồi làm việc Phật. Quý vị có thấy là Đức Phật đi mà làm cái chuyện cà nhỏng không? Giống như quý vị không? Làm việc Phật. Làm việc Phật, Phật làm việc gì biết không? Khi Phật thành Phật, cũng như nhiều đời nhiều kiếp, quý vị thấy Phật làm gì? Phật làm gì? Hả? Phật bố thí, Phật trì giới, Phật nhẫn nhục, Phật thiền định, Phật trí tuệ. Phật làm 6 cái công việc này. Còn quý vị bố thí có không? Dư một chút bố thí thôi. Bố thí mà coi như mà cho một mà cầu tới 10 lần đó. Cái đó cũng chưa chắc. Mà làm sao bố thí giống y như quý vị bố thí giỏi quá như là vua Ba Tư Nặc, đem tiền của rồi nọ ra cúng dường bố thí quá chừng luôn. Bố thí giống y như là vua Lương Võ Đế, quý vị là cái dạng đó, bố thí như vua Lương Võ Đế. Bố thí cất chùa 32, 72 cảnh chùa, độ tăng vô số, giúp những người xuất gia tu hành có được cái chỗ nơi an tu. Nhưng mà hỏi Bồ Đề Đạt Ma gì chứ? Con làm việc như vậy, con bố thí như vậy, con cúng dường như vậy, hỏi ngài chứ có công đức không? Cậu nói vô công đức. Ghê chưa? Chẳng qua quý vị bố thí theo cái dạng của vua Ba Tư Nặc hoặc là theo cái dạng của vua Lương Võ Đế. Thành ra phước đức có được một chút, có thể kiếp sau khá hơn chút, nhưng mà nói mà công đức không có. Nhưng mà cao quá, ông vua ông không hiểu, giận lên liền nói ta làm việc như vậy, bố thí như vậy mà cái ông gọi là Ấn Độ tăng này ha, con mắt như là hai cái bánh xe, gọi là bích nhãn hồ, hai mắt của Bồ Đề Đạt Ma để coi như là để tam thái tử đó. Bồ Đề Đạt Ma quý vị biết là đáng lẽ là làm vua của một nước, để tam thái tử đó được vua cha là di chúc lại cho là làm vua đó, mà bỏ ngôi vua đó nhường cho ông anh hai, không làm, đi tu thôi. Con người vậy mà khi mà đi tu là quyết liệt theo tổ Bát Nhã Ba La, tu và được truyền cái ngôi, và tổ đã dặn rồi là con phải chờ mà qua bên đó rồi con phải mà xoay mặt vô vách và im lặng không có được nói 9 năm. Con nói là con coi như là mang họa, giống y như ta vậy đó. Cái ta với con cũng giống nhau, tổ Bát Nhã Ba La cũng như vậy, không có duyên độ. Mà ông đi qua bên cái nước của người ta chưa chân là bắt đầu ông sao? Ông nói mà nói vậy thì ông vua ông nghe ông không hiểu, không hiểu. Rồi cuối cùng hỏi chơi trước mặt ta là ai? Vua ông hỏi trước mặt ta là ai vậy chứ, là tất cả đều không có chơi trước mặt ta là ai? Ông trả lời ông biết. Ông vua nói là này khùng, thôi dẹp đuổi đi qua chỗ khác, không có cho ở cái nước này nữa. Cho nên ông buồn, ông nói vậy là độ không được, căn cơ của cái đám này nó còn thấp, độ không được. Cho nên là đi lang thang tới cái chùa Thiếu Lâm rồi thấy chỗ này nó cũng thích hợp, cho nên
ở ngoài sau chùa cách xa, vô đó là cái gọi là cái nhà kho bị bỏ qua, đi vô đó ngồi quay mặt vô giấc thiền định im lặng mà 9 năm trời, cửu niên diện bích. Vậy đó, làm việc mà làm việc Phật mà bố thí đó mà cỡ vậy đó mà còn không được chấp nhận. Còn quý vị bố thí, hỏi có bố thí không? Dạ có, mới cho ly xì thôi, hỏi mụn bộ bố thí cho ai? Bố thí cho thầy á, mới ly xì mụn bộ. Rồi hỏi có bố thí không? Dạ có, bố thí cho ai? Bố thí hồi tám là hùng với thầy bán chai, ta gọi là bán ve chai lúc dịch được mới đem coi như gửi về đó, cái đó cũng bố thí không? Bố thí. Nhưng mà nói gì chơi, cái đó thì hữu khoái quý lắm á. Mấy cái mà quý vị cứ đi mà coi như là lang thang đi đầu đường xó chợ lượm ve chai, lính có bắt thì cứ đổ thừa, ai kêu đổ thừa, ông thầy cũng kêu ha. Nhưng mà thực chất cái đó quý lắm đó. Tập được cái hạnh như vậy một chút, tưởng đâu một chút nhưng mà lớn lắm, giống y như bà già mà thời kỳ Đức Phật mà nghèo quá khổ quá mà thấy thiên hạ cúng quá chừng luôn, thôi con cũng bắt chước con cúng, quay qua lại chẳng có cái gì để cúng hết trơn. Bà mới nhớ nói thôi bây giờ quyết định ngày hôm nay xin được bao nhiêu cúng cho Phật hết, rồi đi xin nguyên buổi được có bao nhiêu. Có hai cách là nói theo ngôn ngữ của Úc mình là nhiêu, hai có hai đô, rồi đem lại cúng cho Phật hết hai đô. Bữa đó bà coi như là nhịn đói, thì cái hai đô này mấy ngày trong chùa mới mua dầu để đốt. Mà cái ngọn đèn của bà già có hai cắt dầu mà cháy hoài, cháy càng ngày nó càng sáng nữa. Còn trong khi đó ông Vua Ba Tư Nặc ông cúng một thùng phi dầu mà cái tim càng ngày nó càng lụng. Mọi người thấy lạ quá, hỏi Phật. Phật nói chứ bà này mới phước mới lớn nè. Quý vị hiểu như thế nào gọi là cái phước bà này lớn, mà cái có hai cách mà coi như là Phật lại nói lớn, mà ông kia ông cúng cái thùng phi Phật lại nói nhỏ. Bởi vì hai cách của bà này là một sinh mạng, một sự sống của bà. Bà dâng cả sự sống cho Phật, cúng dường cả sự sống cho nên phước lớn. Còn ông nội kia, ông là vua chúa, ông cúng thùng phi dầu có là bao nhiêu? Thấy cả thùng phi nhưng mà có là bao nhiêu? Cái đạo lý là nó nằm ở chỗ này. Và khi mình học đạo, mình thấy được cái đạo lý này thì mình sao? Làm việc từ thiện, cái việc dầu cho nhỏ gì đi nữa, một cái phước lớn lắm. Cho cái tâm. Uống làm sao uống nước ha, rồi gom chai lại, là thấy một cái chai hay là một cái lon gom lại chỗ ấy đem đi bán, mặc dù không có nhiêu tiền hết á, nhưng mà người ở ngoài đời người ta nói góp gió thành bão là vậy, đỡ lắm. Cứ như vậy là một cái phước lớn á. Còn mình làm không được. Nói chung cái việc từ thiện là không phải là chỉ cho tiền. Từ thiện là nhiều cái hình thức lắm. Giúp đời, bố thí. Rồi bây giờ trì giới có phải là việc làm của Phật không? Là làm việc Phật không? Bây giờ quý vị trì giới, nãy giờ quý vị đang ngồi ở dưới đó là quý vị đang trì giới đó.
Từ hồi nãy giờ quý vị ngồi đó, quý vị có phạm cái gì không? Có đập con mũi không? Nãy giờ có ai đập mũi không? Hả? Mũi đâu mà đập? Chừng này mà làm gì có mũi nào? Vậy thì mình đang trì giới, ngồi một cách yên tĩnh, không lay động là trì giới. Quý vị có nhẫn nhục không? Có nhẫn nhục không? Nãy giờ ngồi với có nhẫn nhục không? Mệt thấy mẹ, nãy giờ mệt thấy mẹ luôn vậy đó, mà ổng cứ nói hoài à. Nhưng mà ráng nhẫn nhục. Như vậy rõ ràng là sao? Có nhẫn nhục á. Quý vị đang nhẫn nhục á. Cái chừng nó tê đến chết luôn, coi như là chết được đó. Nhưng mà tại nó ổng nói hoài, có dám đứng dậy đi lên đâu, thì cái đó là đang nhẫn. Nhẫn nhục ba la đường đó, ba la mật. Mật là đường, đường là mật. Đang nhẫn nhục đó, chứ không phải là không nhẫn nhục. Như vậy rõ ràng là mình đang làm việc Phật. Làm ơn làm phước đó là làm việc Phật đi, vẫn làm việc ma nữa. Thấy Phật làm gì bắt chước làm. Mà Phật làm 6 cái việc như vậy, nhớ vậy đó. Bố thí là bố thí bất nghịch ý. Nhưng mà mình làm chưa nổi đâu, nói vậy chứ. Cho chứ con cúng dường cho thầy, con cho thầy giúp thầy chứ con cũng phải giữ cái nhà của con có chỗ ở nha, phải không? Cho chứ thật sự cho được nhiêu cũng phải thủ. Còn Phật ngày xưa đó cho là cho hết cả thân mạng luôn, bố thí bất nghịch ý mà ghê gớm vậy đó. Mà không phải chỉ cho con người không, mà thậm chí cho bố thí cho cả loài thú dữ luôn, xẻo thịt cắt mình cho cọp ăn, hy sinh nằm ở trên cái bờ sông để cho khỉ đi qua, ghê gớm vậy đó. Thấy cái đọc Chitaka, thế là đọc tiền thân của Đức Phật, thấy Đức Phật những cái kiếp xa xưa của Đức Phật rồi, là mình chẳng, mình là một hộp cát thôi. Tu hành của mình dầu cho gì nữa cũng chỉ là một hộp cát thôi so với Đức Phật, ghê lắm. Làm việc Phật là làm vậy. Rồi cuối cùng là tâm phải như tâm Phật. Cái câu cuối cùng mà Thiện Hữu nguyện mà đọc kính lại Bồ Tát Quan Thế Âm, cái câu cuối cùng là gì? Xin cho tâm con làm sao? Xin cho tâm con làm sao? Tâm con làm sao? Tâm con như tâm Phật. Rồi gì? Hạnh của con như hạnh của Bồ Tát, và nguyện của con như nguyện của liệt vị tổ sư. Các ngài sao làm sao làm y vậy thôi, không có cần phải ba chế biến cái gì thêm á. Tâm như tâm Phật. Tâm Phật là cái tâm khiêm cung thương người. Tâm Phật là cái tâm biết lễ độ, biết kính trên nhường dưới, biết sẻ chia, là tâm Phật đó. Đó. Thì làm sao mà quý vị thực hiện 4 điều này thôi, thì tự động lúc đó là đời sống quý vị làm sao? Người ta thương hết sức luôn. Đi tới đâu là người ta coi như là quý, người ta mang nước đem lại, người ta đem bánh lại ăn, rồi chị cái này chị làm sao ha, đã ăn cái này anh làm sao. Làm 4 cái điều này đi. Bà này bà làm 4 điều này là coi như là cuối cùng bà chết cái đám ma lớn hết sức luôn,
kèn tay cũng có mà kèn ta cũng có, hỏi tò tí te tò te để tiễn đưa mà. Bạn bè đông hết sức, nhờ áp dụng được bốn cái điều này. Mình tu cũng vậy, quý vị nên áp dụng bốn điều này thì chẳng có cái gì gọi là cô đơn lạnh lẽo. Mặc dầu ở ngoài trời là mưa bắt đầu sao rỉ rả, nhưng mà lạnh không? Không, không lạnh. Cái lạnh của sương sa gió tuyết nó chẳng là bao so với cái lạnh của tâm hồn. Cái lạnh của tâm hồn là sao? Là nhìn người ta đau khổ mà mình không có rung động. Cái lạnh của tâm hồn là thấy người ta là thiếu ăn thiếu mặc, mình dư ăn dư mặc mà mình chẳng có khởi một cái lòng để mà bố thí ra mà. Cái đó đó là cái lạnh của tâm hồn đó. Cái lạnh đó mới là cái lạnh đáng sợ. Còn cái lạnh mà sương sa gió tiếp lên coi như là nam cực, lên trên đó chơi lên trên đó, ở với đám gì? Kim kết cục. Rồi con gì ở trên đó nữa? Hả? Chỉ có biết kim kết cục thôi à. Con gì nữa? Con gì ở trên đó? Ủa gì không biết à? Chim cánh cụt là con gì? Con gấu. Con gấu trắng đó. Mà cái con đó nó ngộ lắm nha. Gấu trắng mà nó ở phía trên đó mới có à. Chứ còn ở cái phía mà nam này không có đâu. Đó. Mà nó sống ở trên đó mà sống được. Ghê chứ. Mà cái lạnh nó chẳng có lạ gì hết nha. Chẳng là gì. Lạnh mà là gặp nhau mà coi như là hí quýt nhau, cái đó mới lạnh dữ á. Trở lại, quý vị muốn mà tâm hồn cao thượng, tâm hồn đẹp, với một cái thân hình đẹp, nó mới cân xứng được. Và nên nhớ là cái thân hình thực sự nó cần nhưng mà nó không quan trọng đâu. Nó không quan trọng đâu, mà cái chính vẫn là cái tâm hồn. Tu là phải có một cái tâm hồn đẹp, cao thượng, thánh thiện. Còn cái thân hình nó có xấu một chút cũng chẳng sao, bởi vì thân hình đó là do nghiệp tạo và do cha mẹ sinh. Nói chung nó ra làm sao để y vậy đi, khỏi cần đi thẩm mỹ. Nhưng cái trái tim đẹp, để cho trái tim nở hoa, để cho tâm hồn nở hoa thì nó mới đẹp mãi mãi. Chứ còn tâm hồn băng giá lạnh như tuyền thì làm sao hoa nào nó nở? Thành ra là Tết mùng 3 ha, phải là mùng 3. Là hy vọng là tất cả mọi người giống như cái cô đó, cô Phật tử đó. Để như vậy, để mà coi như là ngài ra đi, không chưa có ra đi, ngài chỉ mới có nhắm mắt thôi là ung kéo tới, đứng hai bên làm gì? Tập kinh niệm Phật, cầu nguyện, thành tâm cầu nguyện. Ngài sắp sửa ra đi là tiễn đưa coi như Phật tử hàng hàng lớp lớp đứng chắp tay. Còn ở phía trên thì Bồ Tát, Quan Âm, Thế Chí, Phật Di Đà đứng ở trên cùng các hàng thánh chúng tiếp dẫn. Thì như vậy mới gọi là sao? Là cái người mà có cái ta gọi là tâm hồn cao thượng, cao đẹp, thì kết quả của nó là vậy đó. Ngày ra đi là vậy đó. Đẹp vô cùng, không có còn mà coi như là bơ vơ, không có còn cô đơn, không có còn gì trống vắng,
không có còn lạnh lẽo. Mà lúc đó là nhang mà nó đốt cũng là nghe mà ngợp luôn, nóng luôn, lạnh, không còn lạnh nữa. Nhang mà nhang mấy bà Phật tử của chùa Phật Tổ mà đi điếu đó ha, bà đi ba cây cây bằng cùm giò đó, là đi điếu đó. Bây giờ mà nếu mà đi vậy đó, nhang đốt ngợp trời hết. Nhưng mà nói vậy chứ còn bảo đảm ở đây ai cũng coi như hiểu đạo rồi á, thì có cần đốt nhang không? Quý vị có cần đốt nhang không? Đốt nếu có thì giỏi quá, một nén hương trầm phản phất, tù nó vui hết sức vui. Mà lại là áp dụng lời Phật là thấy đẹp bên ngoài không có nhầm, mà cái đẹp bên trong tự nhiên nó tỏ ra, có cái chút gọi là ngược gió khắp tung bay, chứ không có còn cần phải là đốt mấy cái này nọ để mà xuôi theo chiều gió, ngược gió khắp tung bay. Nguyện đem công đức hướng về khắp cả ca miền gần xa, con và cha mẹ ông bà chung sanh thanh giải thoát hồn
tặng đời. Dạ quyên bát nhã chung khơi, mượn phần thơ viết thay lời chúc nhau. Phút giây Tết đến thiết tha, cho người cho xóm ngân nga thắm lòng. Nắng xuân hương chung mùi hồng, ngày mai mãn sáng đượm nồng trang kinh. Tấm hoa tim lặng rạt rào, tháng ngày tan lố rẽ vào nhật chân.